Lịch sử Trung Quốc trải dài hơn 5.000 năm. Từ thời hình thành các triều đại thì nữ giới đã có vai trò lớn trong sự hưng thịnh hay suy vong của mỗi vương triều. Thật vậy, trong lịch sử Trung Quốc không chỉ có các vị vua quyền lực, các vị tướng tài hay các quân sự mưu lược, mà còn phải nhắc tới những mỹ nhân với nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Nhan sắc của họ còn khiến cho các bậc thiên tử thời ấy si mê đến độ bỏ bê triều chính, thậm chí thay đổi cả một triều đại lớn mạnh. Vậy những mỹ nhân đó là ai và có những sự thật thú vị nào? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu sau đây. 1. Tây Thi. Tây Thi có tên thật là Thiên Di Quan, con gái của một người kiếm củi họ Thi ở núi Trữ La, Gia Lãm thời Xuân Thu. Tây Thi là một đại mỹ nhân trứ danh thời kỳ Xuân Thu, đứng đầu trong những đại mỹ nhân của lịch sử Trung Quốc. Tương truyền, Tây Thi có nhan sắc làm cá phải ngừng bơi mà lặn xuống đáy nước, gọi là trầm ngư. Câu chuyện về Tây Thi phổ biến trong các nước văn hóa Đông Á. Tây Thi đã theo kế của Phạm Lãi từ nước Việt đến nước Ngô để mê hoặc Ngô Vương là Ngô Phù Sai, giúp Việt Vương cầu tiễn phục quốc, khiến nước Ngô đang hùng mạnh bị diệt vong. Câu chuyện đã trở thành huyền thoại về nhan sắc khuynh đảo, được nhắc đến nhiều trong các điển tích Trung Hoa. Vẻ đẹp thiên tiên của Tây Thi phổ biến rộng rãi trong thi ca cũng như dân gian. Người ta thường dùng sắc đẹp của Tây Thi để nói lên những người con gái tuyệt đẹp trong văn hóa Trung Hoa và một số nước chịu ảnh hưởng. Câu chuyện của Tây Thi là một ví dụ điển hình cho hình tượng hồng nhan họa thủy trong thời phong kiến xưa, đặc biệt thể hiện qua tiểu thuyết Đông Chu Liệt Quốc và một số bài thơ của thi nhân nhà Đường là Lý Bạch và Vương Duy. Mặc dù Tây Thi là cái tên rất nổi bật trong lịch sử Trung Quốc, nhưng về ngày sinh và ngày mất của Tây Thi rất mơ hồ, khiến cho việc có được câu trả lời chính xác rất là khó khăn. Chúng ta biết rằng Tây Thi là người thực hiện mỹ nhân kế sau khi nước Việt bị nước Ngô đánh bại. Việt Vương đã dâng Tây Thi cho vua Ngô. Nếu đã là mỹ nhân, vậy thì chúng ta có thể giả định năm đó tuổi tác của Tây Thi sẽ không quá 20 tuổi. Theo sử sách ghi chép, thời gian Phù Sai tại vị vua Ngô là từ năm 495 đến năm 473 trước công nguyên, tức 22 năm. Nếu căn cứ theo khoảng thời gian nước Ngô bị diệt vong, vua Phù Sai mất và Tây Thi bị giết, thì tuổi tác của Tây Thi khoảng 40 đến 42 tuổi. Tuy nhiên, cũng có lời đồn rằng sau khi nước Ngô diệt vong, Tây Thi không chết mà tái giá với quan đại phu Phạm Lãi của nước Việt. Nếu theo căn cứ này thì khó có thể biết Tây Thi đã sống đến năm bao nhiêu tuổi. 2. Vương Chiêu Quân. Vương Chiêu Quân, họ Vương, tên Tường, tự Chiêu Quân, cũng được gọi là Minh Phi hoặc Minh Quân. Vương Chiêu Quân được mệnh danh là một trong những đại mỹ nhân của Trung Hoa thời bấy giờ. Sắc đẹp của Chiêu Quân được ví như lạc nhạn, tức sắc đẹp khiến chim trời đang bay cũng phải thẫn thờ đến mức ngừng vẫy cánh mà rơi xuống đất. Truyền thuyết nói rằng khi Chiêu Quân đi ngang một hoang mạc lớn, lòng nàng chăn chứa nỗi buồn vận mệnh cũng như lìa xa quê hương. Nhưng lúc ngồi lưng ngựa buồn u uất, liền đàn bài xuất tái khúc. Có một con ngỗng trời bay ngang, nghe nỗi u oán cảm thương trong khúc điệu, liền ruột gan đứt đoạn và sa xuống đất. Từ lạc nhạn trong câu trầm ngư lạc nhạn, tức lấy sắc đẹp của Tây Thi là trầm ngư và Vương Chiêu Quân là lạc nhạn, cho ra câu trầm ngư lạc nhạn, tức chim sa cá lặn mà dân gian hay nói. Vương Chiêu Quân là một nhân vật chính trị thời nhà Hán, nguyên là cung nhân của Hán Nguyên Đế, nhưng cống nạp trở thành vợ của thiền vu Hung Nô là Hô Hàng Tà. Vương Chiêu Quân đi vào lịch sử Trung Quốc như một người đẹp hòa bình, trở thành một trong những đại mỹ nhân của lịch sử Trung Quốc. Vương Chiêu Quân còn được gọi là Minh Phi, sinh ra trong một gia đình có học thức thời nhà Tây Hán dưới thời cai trị của Hán Nguyên Đế. Chiêu Quân không những xinh đẹp tuyệt trần mà còn rất thông minh và tứ nghệ giỏi giang, cầm, kỳ, thi, họa. Vì sở hữu nhan sắc tuyệt thế giai nhân nên Chiêu Quân được tuyển vào cung để hầu hạ nhà vua. Người ta nói vẻ đẹp của Chiêu Quân là vẻ đẹp của hòa bình và cốt cách của nàng thể hiện ở phẩm hạnh cao quý của một mỹ nhân. Tâm hồn của Chiêu Quân được ví như một đóa hoa luôn tỏa ngát hương thơm cho người đời. Kể từ đó, Vương Chiêu Quân trở thành nữ thần của loài hoa mẫu đơn,
một loài biểu tượng cho sự tinh khiết mà cao quý, lòng bao dung cũng như sự phồn thịnh. Theo các lịch sử ghi chép có liên quan, năm sinh của Vương Chiêu Quân khoảng năm 52 trước công nguyên, mất năm 19 trước công nguyên. Điều này cũng có nghĩa là Vương Chiêu Quân mất khi chỉ mới 33 tuổi. 3. Điêu thuyền. Theo sử ký Trung Hoa, điêu thuyền được liệt vào danh sách những đài mỹ nhân của Trung Hoa, nhưng lại là một nhân vật hư cấu nổi tiếng trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung. La Quán Trung đã dựa vào những yếu tố có sẵn mà sáng tạo nên nhân vật điêu thuyền mà ngày nay biết đến nhiều nhất. Điêu thuyền là một thiếu nữ thuộc tầng lớp nô lệ, chẳng may đã mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên bán mình vào trong cung hầu hạ. Về sau, do loạn thập thường thị, nàng ta bèn trốn thoát được ra khỏi cung, cuối cùng xin vào hầu hạ trong phủ nhà Tư Đồ Vương Doãn, một đại thần quyền cao chức trọng, trung thành với nhà Hán. Trong lúc đó, một mặt an phận sống trong phủ, một mặt chứng kiến chủ nhân là Vương Doãn ngày đêm lo lắng vương triều nhà Hán bị động trác thao túng, khiến cho điêu thuyền cảm thấy chạnh lòng. Một đêm, điêu thuyền ở dưới ánh trăng dâng hương cầu nguyện trời cao, nguyện vì chủ nhân lo lắng. Vương Doãn tình cờ nhìn thấy, lại thấy nhan sắc của điêu thuyền động lòng người, nên Vương Doãn bèn cảm động nhận nàng làm con nuôi và bày tỏ xin điêu thuyền thực hiện kế sách được ông gọi là Liên Hoàng Mỹ Nhân Kế đối phó động trác. Sắc đẹp của điêu thuyền được ví là bế nguyệt, khiến chàng phải xấu hổ mà giấu mình đi. Vì có lần điêu thuyền bái nguyệt ở hậu hoa viên của phủ Tư Đồ, đại thần của Hán Nguyên Đế thời Tam Quốc, đột nhiên có cơn gió nhẹ thổi đến, một vần mây nhẹ trôi đã che khuất mặt trăng. Đúng lúc đó Vương Doãn trông thấy, để khen con gái nuôi của mình xinh đẹp thế nào. Ông thường nói với mọi người rằng con gái nuôi của ông xinh đẹp đến nỗi trăng sáng nhìn thấy cũng phải trốn vào nắp sau áng mây. Từ đó điêu thuyền được mọi người xưng tụng là bế nguyệt. Với sắc đẹp và tài năng khéo léo của mình, theo tình tiết của tiểu thuyết, điêu thuyền đã vì muốn báo đáp công ơn nuôi dưỡng của cha nuôi Vương Doãn mà nguyện làm cho bánh xe lịch sử phải đổi hướng khi khiến cho Đồng Trác bị giết bởi Lữ Bố vì giành giật nàng. Có thông tin nói điêu thuyền không chỉ là nhân vật hư cấu do La Quán Trung tạo nên, mà là nhân vật có thật như những đại mỹ nhân khác. Và điêu thuyền không phải là tên thật, tên thật là Nhiệm Hồng Sương, sinh ở thời Đông Hán, nhưng thông tin này không có tư liệu xác thực. 4. Dương Ngọc Hoàng, Dương Quý Phi. Nếu Tây Thi có nét đẹp trầm ngư, Vương Chiêu Quân có nét đẹp lạc nhạn, điêu thuyền đẹp đến nỗi trăng cũng phải núp vào áng mây là bế nguyệt, thì Dương Quý Phi mỗi khi ngắm hoa, hoa đều rũ héo vì hổ thẹn trước vẻ đẹp của bà, tức tu hoa. Tương truyền, một hôm Quý Phi đến hoa viên thưởng hoa chải buồn, nhìn thấy hoa mẫu đơn, nguyệt quý, nở rộ, nghĩ rằng mình bị nhốt trong cung uổng phí thanh xuân, lòng không kìm được nên buông lời than thở: hoa ơi hoa à, người mỗi năm mỗi tuổi đều có lúc nở, còn ta đến khi nào mới được ngày ấy đây? Lời chưa dứt lệ đã tuôn rơi, nàng vừa sờ vào hoa, hoa chợt thu mình, lá xanh cuộn lại. Nào ngờ nàng sợ phải một loại hoa là hoa trinh nữ. Lúc này có một cung nữ nhìn thấy, người cung nữ đó đi đâu cũng nói cho người khác nghe việc ấy. Từ đó mọi người gọi Dương Quý Phi là tu hoa. Dương Quý Phi còn gọi là Dương Ngọc Hoàng hay Dương Thái Dân, là một phi tần rất được sủng ái của Đường Huyền Tông Lý Long Cơ. Câu chuyện về tình duyên giữa Dương Quý Phi và Đường Huyền Tông thường được nhắc đến với khung cảnh ước lệ xa hoa tột đỉnh của giai thoại nhà Đường đang thịnh thế. Sự yêu chiều một cách thái quá của Đường Huyền Tông đối với Dương Quý Phi là nguyên nhân khiến cho người đời cho rằng nhà Đường đều do vị Quý Phi này mà suy vong. Sắc đẹp của Dương Quý Phi được ghi nhận là đầy đặn, thường được so sánh với một cách đối lập với Triệu Phi Yến nhà Hán. Triệu Phi Yến được biết đến nhẹ như chim yến, còn Dương Quý Phi lại nổi tiếng vì sự đẩy đà, tròn trịa, có phần mập mạp, sắc da mịn màng diễm lệ. 5. Triệu Phi Yến. Triệu Phi Yến là mỹ nhân thời nhà Hán, nổi tiếng với dung mạo tuyệt thế, thân thể nhẹ nhàng tựa như chim yến,
nên gọi phi yến, có nghĩa là chim yến đang bay. Triệu Phi Yến được biết đến là một trong ba cung nữ xuất sắc nhất Trung Quốc cổ đại. Vẻ đẹp của Triệu Phi Yến có thể nói là đệ nhất thiên hạ, không ai sánh bằng. Nhưng sự hiểm độc của đại mỹ nhân này thì cũng không ai so được. Đây là một trong hai đại mỹ nhân của nhà Hán, bên cạnh người đẹp Vương Chiêu Quân. Triệu Phi Yến và em gái là Triệu Hợp Đức, sau khi được đưa vào cung làm phi của Hán Thành Đế, đã cùng nhau lật đổ Hứa Hoàng Hậu. Tuy vậy, hai chị em họ Triệu đều không sinh được con, nên để củng cố địa vị, họ bắt đầu lập mưu hãm hại các cung phi được sủng ái khác. Hai chị em Triệu Phi Yến đã tìm cách vu oan cho họ dùng bùa chú. Cuối cùng, một người bị phế ngôi hậu, một người bị phế phi. Và đương nhiên, Phi Yến được lên làm hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ. Biết rõ việc mình không thể sinh con sẽ khó lòng giữ được ngôi vị, nên Triệu Phi Yến tìm mọi cách để có con. Thời đó, chuyện râm loạn của Triệu Phi Yến đã từng nổi đình nổi đám. Vua Hán Thành Đế biết rõ nhưng lại không có cách nào trừng trị bà ta. Hai chị em họ bên vực lẫn nhau, khiến cho Hán Thành Đế mê muội lại tin vào những lời đường mật đó. Một cung phi họ Tào sau khi sinh được con trai đã bị chị em họ Triệu giết hại, gây nên vụ thảm án trốn hậu cung. Một năm sau, cảnh tượng tương tự lại xảy ra với Hứa Mỹ Nhân, một người cũng vừa sinh được con trai. 6. Tô Đắc Kỷ. Tô Đắc Kỷ là một mỹ nữ xinh đẹp như tiên, lại sở hữu trái tim tà ác nổi danh thiên cổ. Trong tứ đại độc phụ nổi tiếng ở Trung Quốc cổ đại, nổi tiếng nhất, có nhiều truyền thuyết nhất chính là Tô Đắc Kỷ, một đại mỹ nữ xinh đẹp như thiên tiên nhưng tính cách âm hiểm chẳng khác nào loài rắn độc. Theo ghi chép, Tô Đắc Kỷ là một mỹ nhân tuyệt sắc thời nhà Thương. Nàng cùng với Mùi Hỷ nhà Hạ, Bao Tự nhà Chu và Ly Cơ nhà Tấn là những ví dụ điển hình của câu hồng nhan họa thủy, tức là mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần nhưng lại gây đại họa liên lụy đến các quân vương, là nguyên nhân làm sụp đổ triều đại. Về sắc đẹp của Tô Đắc Kỷ, có rất nhiều bản thoại ghi lại, tất cả đều nói nàng có vẻ đẹp diễm lệ rực rỡ, gặp một lần là không thể quên. Mắt nàng long lanh như sương mai, da mịn màng tựa như lụa, nước da hồng hào, mũi cao thẳng, miệng hoa nhỏ, môi đỏ thắm, dáng đi uyển chuyển, giọng nói trong trẻo, đàn ca nhảy múa hết mực giỏi giang. Thậm chí nhan sắc của Tô Đắc Kỷ còn khiến cho người ta mê muội và vô thức làm theo những điều mà mình không tưởng tượng nổi. Tô Đắc Kỷ là một nhân vật nổi tiếng trong huyền sử Trung Quốc. Bà được biết đến là vương hậu thứ hai của đế Tần, tức Trụ Vương, vị quân chủ cuối cùng của nhà Thương trong lịch sử Trung Quốc. Vì Tô Đắc Kỷ có trái tim tà ác nên hình tượng phổ biến nhất về bà có lẽ là sự tích do hồ ly tinh hóa thành. Trong nhiều câu chuyện cổ đến tiểu thuyết sân khấu, bà luôn được mô tả là kỹ nữ có nhan sắc yêu kiều, làm mê đắm lòng người, thuộc hàng đại mỹ nhân của Trung Hoa. Tuy nhiên, do là yêu tinh và có nhiều hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp làm chết quá nhiều người, nên dân gian thường gọi bà là yêu cơ. Trong tác phẩm Phong Thần Diễn Nghĩa, một tiểu thuyết phổ biến hình tượng của Đắc Kỷ nhất, mô tả Đắc Kỷ họ Tô là con gái của Tô Hộ, chỉ là người bình thường, nhưng trên đường dâng nạp cho Trụ Vương đã bị hồ ly tinh nhập xác để thực hiện nhiệm vụ của nữ oa giao cho, làm Trụ Vương mê muội và nhà Thương sụp đổ, tạo điều kiện cho nhà Chu thu phục thiên hạ. 7. Ngô Cơ. Ngô Cơ là mỹ nhân sinh vào thời đại cuối nhà Tần ở huyện Thục Dương, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Không chỉ sở hữu sắc đẹp tuyệt mỹ mà Ngô Cơ còn giỏi ca múa nên mọi người thường gọi với cái tên là Ngô Mỹ Nhân. Ngô Cơ là vợ của Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, một vị tướng quân nổi tiếng thời Hán Sở. Ngô Mỹ Nhân được mọi người biết đến nhờ tình yêu thủy chung, son sắt một lòng với chồng mình là Hạng Vũ. Ngô Cơ đã chấp nhận hy sinh mạng sống để có thể vực dậy tinh thần cho trượng phu. Cái chết của Ngô Cơ tại Cai Hạ trở thành một câu chuyện nổi tiếng được truyền tụng nhiều đời trong lịch sử Trung Quốc. Ngô Cơ là một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử cũng như văn hóa dân gian Trung Hoa với cuộc đời gắn bó cùng Hạng Vũ.
Ngô Cơ được nhắc đến lần đầu trong văn bản Sử Ký Tư Mã Thiên, sau đó là Hán Thư và dần được truyền tụng trong đời sống bình thường. Ngô Cơ được dân gian lý tưởng hóa câu chuyện, chuyển thể gắn liền với điện tích mà người đời sau gọi là Bá Vương Biệt Cơ hay Hạng Vũ Biệt Ngô Cơ. Một điển tích nổi tiếng về tình cảm, trở thành nỗi bi ca được nhớ đến qua nhiều thời kỳ, thể hiện trong nghệ thuật, thơ, phú, hội họa và cả điện ảnh hiện đại. Trong văn hóa dân gian đương đại, tưởng nhớ về các nhân vật truyền kỳ, Ngô Cơ cùng Bạch Nương Tử, Mạnh Khương Nữ và Vương Bảo Xuyến được gọi là tứ đại tình nữ, hình tượng về tình cảm sâu sắc của những người phụ nữ Trung Quốc. Mối tình của Ngô Cơ và Hạng Vũ rất phổ biến trong dân gian, qua thời gian đã trở thành một chủ đề rất được ưa chuộng của nhiều vở kịch, bộ phim điện ảnh và phim truyền hình Trung Quốc. Cảnh tượng Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ vĩnh biệt Ngô Cơ trước khi xuất trận lần cuối được diễn thành vở kinh kịch, nổi tiếng nhất là vở Bá Vương Biệt Cơ. Một cuốn tiểu thuyết cùng tên của Lý Bích Hoa đã được Trần Khải Ca chuyển thể thành phim và gây tiếng vang lớn. Trong những tác phẩm này, Ngô Cơ luôn được thể hiện là một người phụ nữ chung tình, mặc dù không có nhiều thông tin về Ngô Cơ được ghi lại trong sử sách. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là 7 đại mỹ nhân nổi tiếng nhất trong Sử Ký Trung Quốc. Quý vị thích mỹ nhân nào nhất, hoặc có thêm thông tin nào, xin hãy bình luận bên dưới để mọi người cùng biết nhé. Cảm ơn quý vị đã xem hết video. Hãy đăng ký kênh để theo dõi thêm những video khác từ Bách Khoa Sử Ký nhé. Xin chào, chúc sức khỏe và hẹn gặp lại.